Có rất nhiều cái tư thế đẹp trong yoga, cụ thể là tư thế con cào cào nhé. Các bạn có thể quan sát và Kim Toàn chia sẻ luôn nhé. Nếu như chúng ta làm thế tốt cái thế backbend đấy thì chúng ta sẽ thực hiện tư thế này khá là dễ. Rồi các bạn có thể quan sát nhé. Đan cái tay của mình lại phía sau. Đúng không? Giữ thẳng hai tay ra. Rất đơn giản đúng không? Rồi. Các bạn không sử dụng độ dẻo nhé. Đừng sử dụng cái độ dẻo để mà uốn ngửa người lên, mà các bạn hãy tập trung vào cái cơ lưng này. Đúng không? Đẩy lên. Cũng có thể co chân lại. Rất là đơn giản. Rồi từ từ này, hạ xuống. Đúng không? Không giờ đổ phát xuống nhé, rất từ từ đúng không? Nên cũng vậy. Rất từ từ lên xuống nữa. Nên xuống. Rồi. Các bạn có thấy là động tác rất là dễ đúng không? Cực kỳ dễ. Dễ vô cùng luôn. Rồi. Thực hiện được tư thế động tác này đấy rất là dễ. Và Kim Toàn có trong cái khóa học của Kim Toàn, các khóa học nâng cao đó. Thực ra trước đây thì Kim Toàn dạy những khóa học nâng cao rất là nhiều, nhưng bây giờ thì thực sự là hơi tụt năng lượng. Phần vì những người trước kia họ tập nâng cao đó, bây giờ họ già rồi, họ chấn thương hết rồi, hoặc họ yếu rồi, họ cũng chán tập nâng cao rồi. Và đặc biệt nhóm trẻ bây giờ đấy thì ít người nâng cấp cái sức khỏe của mình lên những cái tầm cao mới như vậy. Thành ra cái data khách hàng của Kim Toàn bị hạn chế dần đi. Không phải là do Kim Toàn không muốn chia sẻ, mà là tụt năng lượng. Rất nhiều người thực sự là thích tập, nhưng cái nền tảng của họ thấp quá. Thấp đến mức mà thay vì vào được tư thế luôn, hoặc vào cách tập được tư thế luôn, thì Kim Toàn phải mất rất nhiều thời gian để mà có thể làm sao đủ mông được họ lên. Nhưng ấy, hầu hết họ là không làm sao, không có đủ cái thời gian kiên trì để đạt được tới cái ngưỡng đó. Thành ra hầu hết họ đều có sự tổn thương ít nhiều. Và đặc biệt là trong cái quá trình làm chuyên gia yoga đấy thì Kim Toàn phát hiện ra điều rằng đại đa số những nhóm người đó đều bị chấn thương. Và các bạn lưu ý nhé, để không bị chấn thương và cách tốt nhất để đạt được hiệu quả nhanh nhất thì các bạn có thể quan tâm vào những cái khóa học của Kim Toàn, trong các khóa học Kim Toàn nhé. Và nếu như các bạn quan tâm thì các bạn cứ inbox Kim Toàn, Kim Toàn sẵn sàng chia sẻ với các bạn điều đó. Rồi, cảm ơn cực kỳ nhiều.